xin kính chào các bạn, chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tùng TV. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020. Đó thì video này là video thứ hai trong ngày. Chia sẻ với các bạn thì đêm mà hôm á thì mình đi giao bò, đi chở bò mướn các bạn chứ không có đi mua bán bò. Đó, ngày hôm qua đi chở bò mướn về tới công tâm. Đó, chỉ lái chừng xe thôi, chở giùm ông anh theo dõi kênh. Đó thì về tới nhà là 3:30 sáng. Sáng nay ngủ nướng nên là đi xem bò xa không được. Đó thì chiều hôm nay có bà chị, bà ở cũng gần thôi. Đó, bà gọi bà bán nguyên một bầy. Đó, tổng thể là 7 con. Chị bà chia sẻ là 3 bộ mẹ con và một con bò cải trần. Đó. Thì cái bầy bò này ra sao và giá cả như thế nào thì các bạn cùng theo dõi hết nội dung video để biết. Đồng thời đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo, ủng hộ tinh thần mình làm những video mới để cho các bạn tham khảo giá cả bò bê cũng như là theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình. Đó, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc cho tất cả quý vị anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn được thành công trong công việc chăn nuôi của mình. Đó, rồi thì không làm vòng nữa, các bạn cùng theo dõi nội dung video của mình nhé. Bắt đầu nào. Im. Bán hết luôn anh chị. Ở đây đất đá nhiều người hình. Rồi các bạn, chiều nay ra nhà của bà chị bà bán luôn cả chuồng luôn. 4 bò cái với 3 con nghé. 3 con bê. 4 con này có một con kia nó hơi già với 3 con đây còn tôm anh nữa mà. Ôi dồi, tông tàng to ghê quá hình. Ba con nghĩ là ba con của con nào chị? Dạ, con trứng đi. Rồi. Con giữa đây. Ừ. Rồi. Con đỏ đây là con của cái xỉ đó. Đỏ đực đó là con cái xỉ. Rồi. Con bà bên kia. Nào, dạ con này không có con. Dạ. Rồi. Con này tơ. Rồi. Quay ba mẹ trước rồi quay ba con. Này kêu giá cái thôi được là bắt hết cả bò vậy rồi. Rồi. Đấy, con mẹ đây. Đó, là con bê, nó là con bê đực đây các bạn. Em đi lên với mẹ quay cho rõ. Thập cột nhảy cái phối vậy chị. Phối ra màu trắng ngay. Đấy. Con mẹ xí xí hơn đây, bụng hơn đây là bê đây, mắt sữa mắt hùng luôn, man trụi lúi luôn. Ừ. Con đực cột trắng kia là con hoài phải không? Hay con giữa? À con giữa. Con mẹ giữa. Rồi, con hoài nhất kia thì nghĩ ra đây, quen bê coi bê đây bê cái quá. Cái. Chụp. Rồi. Ba bộ mẹ con với một con cây tơ. Đấy. Mát sữa. Con nặng nó mát sữa. Hơi ốm mà tông tàng to. Rồi. Chưa chịu đực đồ hả chị? Tôi mang khung tàn con này về chắc còn chịu đực liền có đâu. Rồi hết bây giờ ba bộ mì con với con này chị hết bòi lại chị bán bao nhiêu rồi? Cứ đổ đồng qua lại cứ 20 triệu con rồi. Là 72 là 140. Rồi, chị chờ em xíu em coi lại kỹ càng cái nữa, em nói cái giá em bắt. Mùa thách bán trả mà, giờ nói 140 bán 140 về. Kem tay kem chân luôn á.
Ui. Tôm ăn. Con này bô. Bô pha thái. Ui nhìn nghe. To ghê quá. Con mát sữa. Mẹ con, mẹ con. Rồi. Con đó sao nó thấy nó to của đây rồi mà sao nó. Mới giờ nhảy đông đông. À. Hàng ngày đi làm suốt cứ bò đứa cột đứng như vậy nè. Bỏ cục ra ăn vậy rồi. Anh coi. Ừ. Hung gì đâu, bò gặp em có con nào hung hết á. Nếu cái là em mua về những con hung em bán đi ấy, thì sợ nấu người ta nuôi người ta không biết cái bò em này đâu cũng có con nào hung hết á. Rồi được hết á. Tập dạng hết á. Ờ, nhìn giống con đậu quá hen. Dạ có cái nhìn giống con đậu quá. Con đời hơi lớn lớn bò hơn mà nghĩ mát sữa nghĩ đực. À, con thứ tư em mát sữa. Rồi mẹ con các bạn đó. Con pháp cột là con của con giữa không con đây đấy con quầy đây con quầy pha thái là hai con đây chắc đĩ con đầu hết quá đấy hai con đây là đĩ con đầu tự manh luôn mà tông tạng ghê không quay tạm màn hình luôn á. Thì giá chủ nhà công khai là 7 con là 140 triệu. Anh quay mình mua thứ chủ hình như hùa giá nó cũng gần gần đụng ngộ các bạn bỏ ra trả được. Đấy, con quài to rồi con bê cái ra nhưng mà vẫn mắc sữa hàng toàn mắc sữa thôi. Còn đây hơi bụng bụng hơi phệ phệ nhó nhó màng nhưng mà con bê bê manh này các bạn manh trụi sừng luôn này đó mạch còn có xé luôn đây trúng cái hàng manh luôn này. Đây nó dạng nó khô khô mà mình chăm sóc cũng đủ nữa cái con bú nữa là ốm nha. Mấy con đây mà nó chứa như người to kinh khủng anh. Con đây nó hơi nhỏ nhỏ bò nó gọn gọn bò vậy như hai con đây mà nó chứa thôi nhìn khác gì cũng trâu nè. Ấy con mẹ kia này. To cái bụng. Con kia nó to cái bụng như to cái gì. Rồi mua nhanh bán nhanh 130 triệu tròn hả chị luôn ấy. Được thì bác cũng được thâu cho em cũng hết tay hết chân ạ. Lên phiếu xuống phiếu lại nhiều. Để em còn xe còn cổ rồi về em làm nữa chứ giờ ông nậu chưa. Bỏ 130 triệu ra mua về bán lý mà đâu phải về em. Em bán liền đâu. Nói ba đồ vô coi thứ thì được đi. Cái số tiền lớn mà vợ chồng quyết định chứ. Theo dõi kênh em hay sao biết số điện thoại em vậy? Dạ. Em này mua bán sướng lắm. Mua cũng làm công khai trên kênh vậy. Rồi bán cũng giờ tôi bán cái giá đó giá kia vậy á. Vô kêu vô coi thứ bớt đồng nào thôi bớt á bác nấu không. Các bạn đấy thì bê như thế này bò dài đấy con kia thì tô
Đây, tổng quan hết như vậy. 7 con thì chủ đòi là 140 triệu, không bớt nghìn nào, mình trả lên 130 triệu là hết tay hết chân của mình. Đó thì tối hôm nay mình về mình cũng làm cái clip mình up lên. Đó, ai mua nối thì tới mua giúp chủ nhà, còn mình thì tầm đó thôi. Xe cổ về nói thật bỏ ra 100 mấy triệu kiếm tiền xe vài triệu vậy thôi, chứ còn bò đây đồng ý là bò đây các bạn xem, bò tông tạng to khổ ăn, bò ăn toàn rôm này các bạn. Đó, anh chị thì đi làm suốt thôi, ngoài kia thì trồng cỏ mà giờ khô cháy hết rồi, không có thứ ăn, bán hết cả bòi lại luôn. Đó, bò tông tạng rõ nguồn gốc luôn này các bạn, chứ không phải là bò tào lao mà ấy đâu. Nói chung là đi mua bò mà mua bò bòi là chuẩn nhất rồi. Anh cũng chắc rôm trong nhà để anh cho bò bê ăn đây. Đi ra coi, đi đi đó, phát cột đây phối màu rành tránh đen này đó. Bò phối thì thường thường đuôi nó ngắn lắm các bạn, cục ngủ ấy, nó không giống như dòng ba bê nháy thì đuôi nó dài, không ba bê phối thì nó cũng cục cục đó. Nói chung là mình thì chỉ có hết tay hết chân là được bao nhiêu đó thôi, còn chủ nhà thì 140 đấy, còn trên lột tới cả 10 triệu nữa thôi chứ không bó tay đó. Còn ai mà cảm thấy những con như thế này tông tạng đấy, bộ đôi thì không xù lông rồi mướt hết, chứ mà đều cái là bê nó bú là nó ốm các bạn đó. Còn bữa cái đó là con của cái con cái to nhất ở ngoài kia, còn đó thì gọn gọn hơn chút, nhưng mà quay cũng tràm màn hình, đứng xa lắm các bạn, không phải mình đứng gần đâu mà mình quay vẫn tràm cái màn hình quay cũng được. Đấy, quay thật xa các bạn xem bê đấy, rồi cái đấy, ba bộ mẹ con và một con cái trần đây, cái trần này đó. Ba bộ mẹ con thì đều mát sữa như nhau hết, mà chỉ có một con bê cái, còn hai con bê đực, mà bê đực cũng hàng độc chứ không phải bê đực bình thường các bạn. Một con manh trụi và một con pháp cộp đó. Con này thì đĩa con thứ tư rồi, theo chủ nhà là nuôi từ hồi tơ, đĩa con thứ tư, nặng bò quá chắc cái bụng như cái trống đó, nhưng mà mát sữa. Sinh con bê rất man này các bạn, bê rất man y bài luôn, đầu trụi lúi chọc lép này đấy, tay nhỏ không hay tay như ở đâu, cặp mình chân trụ to này, dậu vừa đó, chứ mà mình thì bán theo bê như thế này thôi chứ. Cặp cột rành tránh đen độc này các bạn đó, cặp cột rành tránh đen là con của con giữa đây, quay là quay cho nó rõ ràng thực tế con bò để các bạn dễ tìm hiểu, dễ tham khảo rồi đó. Nguyên bò như thế này bán hết đó, chuồng trại của anh tới thực tế tại nhà, hoàn cảnh của con bò luôn. Bò anh thì đi làm luôn, chỉ có là cái máng ở giữa hai cái bên đàn thôi, em kia bó rung cuồng cho nó ăn như vậy rồi. Thì công việc nó như vậy, giá cả thì còn trên 10 triệu bắt chưa được, khi nào chủ nhà bán thì mình bắt, mà ai có mua nấu hơn thì liên hệ rồi mình chỉ nhà tới mua, chứ còn thật sự ra chịu không nấu 10 triệu mình bán ra chắc kiếm được 5 triệu ô trên 10 triệu tao quá đi các bạn, quay video là lúc nào có chủ nhà sale hết, mình chia sẻ thật như vậy luôn đó. Thì bài bò sale đây chủ nhà là giá công khai là 140 triệu, cứ đủ đồng 20 triệu một con như vậy, còn mình thì chỉ được 130 triệu là hết tay hết chân đó, giá cả công khai tại chuồng như vậy đó. Thì ai quan tâm đến bài bò này á thì liên hệ mình dẫn tới nhà xem trực tiếp, anh chị bán nguyên bòi không bán lý các bạn đó. Thì nếu mà anh chị bán cái giá đó thì mình bắt rồi mình về mình làm video công khai báo giá tại chuồng của mình, tại nhà luôn. Còn video này á là chia sẻ hình ảnh thực tế của 7 con này, ba bộ mẹ con và một con cái trần đó, và giá của mình đưa ra là 130 triệu chẳng đó. Rồi thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video mới và chọn những cái con bò mà mình thích khi mình mua và bán, và nhớ các bạn. Rồi bye ạ. Rồi.
Đó, chủ nhà đó.